Ông bán vé số hết chưa? Còn nhiều mới bán con nữa. Còn hả? Còn nhiều quá ông nhé. Con chúc cho ông đi bán vé số hết, đi đâu cũng người thương người mến. Cái này là món quà của bà Thứng ở bên Mỹ. Bà 91 tuổi rồi, là mẹ của cô Vicky và chú Hưng á, ông chia sẻ cho ông cái mà, là cái số tiền là 50.000. Dạ, cái này là 50.000 nha ông. Dạ, bà Thứng tặng ông á. Ông có gửi lời gì cho bà Thứng không? Dạ, chú cảm ơn bà Thứng có lòng hết tâm giúp đỡ những người nghèo. Chú cầu xin ơn cho anh hỗ trợ cho gia đình cô hưởng trọn phúc duyên của tình thương chư Đức Phật với Đạo Pháp. Dạ. Con chúc cho ông nhiều sức khỏe, đi bán vé số hết nha. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Dạ. Trời, hôm nay ông vui không? Dạ, hôm nay cũng vậy. Dạ. Rồi, con chúc ông đi bán vé số hết ông ơi. Dạ, cảm ơn con. Dạ, con chào ông mà. Dạ, ơi, được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Mình lo công chuyện từ thiện của mình. Dạ. Rồi, con chào ông. Dạ. Em đi bán vé số cho ông. Dạ. Ông đạp xe đạp đó bà ơi. Trên chiếc xe đạp nho nhỏ yêu thương á. Dạ. Ông đạp đi bán vé số.